Luật sao Hàn chẳng ai nghĩ là bằng tuổi, song Jong Ki nhìn như con cháu của các đồng niên, Irene, CL khác biệt thấy rõ. Chuyện cùng tuổi trong showbiz vốn không hiếm, nhưng lại có những nghệ sĩ bằng tuổi nhau khiến ai nấy cũng phải bất ngờ, bởi dù sinh cùng năm, nhưng gương mặt và khí chất của họ thực sự có sự cách biệt không hề nhỏ. Son Se-gu, Lee Sang-jae. Thật không ngờ, hai nam chính của hai bộ phim nổi tiếng xứ Hàn năm 2022, Son Se-gu và Lee Sang-jae lại bằng tuổi nhau và cùng sinh năm 1983. Nhìn hình, khán giả lập tức cảm thấy ngay rằng Lee Sang-jae trẻ trung hơn, trong khi đó Son Se-gu lại có vẻ nam tính và già dặn. Cư dân mạng xứ Hàn bình luận rằng Son Se-gu nhìn trưởng thành như mấy nam thần 7X vậy, còn Lee Sang-jae thì lại tươi sáng chẳng khác gì các mỹ nam 9X. Nhìn nam diễn viên, khó ai nhận ra anh đã 39 tuổi. Ju Jeon Seok, Hyun Bong Sik. Ju Jeon Seok đã đăng ảnh cùng nam diễn viên Hyun Bong Sik trên Instagram cá nhân và chia sẻ rằng anh rất vui vì gặp lại người bạn cùng tuổi. Nhìn ảnh mà không đọc caption, khán giả còn tưởng Ju Jeon Seok chụp ảnh cùng đàn anh nào luôn đấy. Nào ngờ cả hai cùng sinh năm 1984, nam thần sinh năm 1984 trong cây bích không nhiều. Có lẽ vì vậy mà khi gặp lại được người bạn đồng niên của mình, Ju Jeon Seok đã vô cùng vui mừng. Chỉ có khán giả như chúng ta là choáng chút thôi. Song Jong Ki, Lee Jong Kwi, Lee Ho Cheon. Nhìn ba nam diễn viên cùng sinh năm 1985 này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng. Cơ bản là nếu không nói năm sinh ra thì chẳng ai đoán được ba người này bằng tuổi. Gương mặt Song Jong Ki thực sự quá trẻ, dường như bao năm đã qua đi, anh cũng 37 tuổi nhưng vẫn cứ trẻ như chàng trai chưa 30 vậy. Lee Jong Kwi thì đã thấy rõ nét chín chắn rồi, nhìn rất ra dáng quý ông tuổi 37. Còn nam diễn viên phụ Lee Ho Cheon thì khiến khán giả thật sự bất ngờ, so với Song Jong Ki thì thấy sự cách biệt rõ ràng. Nói Song Jong Ki thua anh một thế hệ, thậm chí một con giáp thì cũng rất thuyết phục đấy. Irene, CL. Một sự khác biệt khá lớn giữa hai ngôi sao cùng tuổi khác trong K-pop khiến công chúng phát choáng nữa, đó chính là Irene và CL. CL ra mắt năm 2009, còn Irene thì muộn hơn sau đó. Hai người thuộc hai thế hệ gen trong làng K-pop nên ít ai ngờ rằng họ bằng tuổi nhau. Thêm nữa là Irene mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch đáng yêu, vốn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, trong khi đó CL lại theo phong cách quyến rũ, ấn tượng nên nhìn cũng chững hơn khá nhiều. Dẫu sao thì mỗi người một phong cách cá tính khác nhau và ai cũng đều thu hút cả. Song Kang, Na In-gu, Ryu Jeon Seok. Bộ ba Mỹ năm 1994 này cũng khiến netizen không thể nhận ra được là họ bằng tuổi nhau đấy. Song Kang sở hữu gương mặt trẻ măng, cho anh đóng vai nam sinh lúc này cũng vẫn hợp. Trong khi đó Na In-gu lại mang đến cảm giác trưởng thành, chín chắn như đàn anh lớn hơn Song Kang vài tuổi vậy. Nam diễn viên phụ Ryu Jeon Seok thì sở hữu ngoại hình hết sức trưởng thành, mang nét chín chắn của thời gian, khó có thể nhận ra anh lại là ngôi sao 9X. Kim Dami, Na Jeon, Hoa Sa. Cô nàng Kim Dami là một trong những mỹ nhân sinh năm 1995 đình đám và rất được yêu thích của làng phim Hàn. Ai nấy đều ấn tượng với Dami bởi vẻ đẹp lạ vừa trong trẻo vừa cá tính. Trong khi đó Na Jeon lại gây ấn tượng bởi nét đáng yêu, ngọt ngào của trẻ trung. Có thể nói hai cô nàng này khá là đều nhau về nhan sắc cũng như độ trẻ trung. Cũng cùng sinh năm 1995 nhưng Hoa Sa lại chín chắn hơn hẳn, như là đàn chị của cả hai mỹ nhân còn lại vậy. Có lẽ do phong cách Hoa Sa theo đuổi là trưởng thành, quyến rũ nên nhìn càng cách biệt với hai cô bạn còn lại. Bộ ba này càng nhìn vào càng cảm thấy thật thú vị làm sao. Đúng là đôi khi không thể nhìn mặt mà đoán tuổi được đâu, bởi mỗi người một phong cách nên họ cũng mang đến một hình ảnh khác nhau. Dù vậy thì cũng vẫn có những cặp sao hay bộ ba khiến người ta choáng váng không ít vì gương mặt vốn dĩ có rất nhiều cách biệt. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.